Bài học khắc kỷ thứ 4: Tự chủ và độc lập về mặt cảm xúc. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với podcast của chúng tôi. Rất vui vì các bạn đã quay trở lại hành trình khám phá những bài học ý nghĩa từ triết lý khắc kỷ, một triết lý đã giúp vô số người trên thế giới tìm thấy sự bình an và sức mạnh nội tại. Hãy thử tưởng tượng một ngày bạn đang phải đối mặt với một tình huống vô cùng căng thẳng, có thể là một xung đột với đồng nghiệp, một tranh cãi trong gia đình, hay đơn giản là một sự cố không mong đợi phản ứng đầu tiên của chúng ta thường là để cảm xúc lấn át khiến mọi việc trở nên phức tạp và đôi khi đi quá xa nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể giữ bình tĩnh xử lý tình huống với sự tỉnh táo và đưa ra quyết định khôn ngoan hơn đó chính là sức mạnh của tự chủ cảm xúc một kỹ năng nền tảng trong triết lý khắc kỷ khi chúng ta làm chủ được cảm xúc chúng ta không chỉ tránh được những sai lầm trong phút bốc đồng mà còn tìm thấy sự thanh thản giữa những thử thách của cuộc sống trong tập podcast hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá sâu hơn về cách tự chủ và độc lập về mặt cảm xúc cùng những lợi ích tuyệt vời mà kỹ năng này mang lại hãy cùng bắt đầu và tìm hiểu những bí quyết để rèn luyện sự bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh nhé một ý nghĩa của tự chủ cảm xúc trong triết lý khắc kỷ triết lý khắc kỷ đã tồn tại hàng ngàn năm với các bài học hướng đến sự bình an cân bằng nội tâm và bản lĩnh trong cuộc sống một trong những nền tảng quan trọng nhất của triết lý này là khả năng tự chủ cảm xúc khắc kỷ cho rằng cảm xúc không phải là thứ để chúng ta phủ nhận hay phớt lờ mà là thứ để hiểu chấp nhận và kiểm soát để làm được điều này chúng ta cần nắm quyền kiểm soát những gì xảy ra bên trong mình thay vì để hoàn cảnh và tác động bên ngoài thao túng triết gia epictetus từng nói không phải những gì xảy ra với chúng ta khiến chúng ta đau khổ mà là cách chúng ta phản ứng với chúng câu nói này nhấn mạnh rằng cảm xúc xuất phát từ cách chúng ta nhìn nhận và phán xét sự việc nếu chúng ta để cảm xúc chi phối, rất dễ bị cuốn vào những phản ứng bộc phát hoặc hành động thiếu suy nghĩ. Tự chủ cảm xúc giúp chúng ta nhìn nhận mọi việc khách quan hơn, từ đó đưa ra các quyết định khôn ngoan, có lợi cho mình và cho những người xung quanh. 2. Tại sao tự chủ cảm xúc là quan trọng? Tự chủ cảm xúc là một kỹ năng giúp chúng ta kiểm soát tốt hơn cách sống, làm việc và giao tiếp với người khác. Có nhiều lý do để chúng ta rèn luyện khả năng này. Đưa ra quyết định sáng suốt khi cảm xúc chi phối chúng ta có xu hướng phản ứng theo bản năng thay vì lý trí điều này có thể dẫn đến các quyết định sai lầm hoặc gây ra mâu thuẫn bằng cách giữ bình tĩnh chúng ta có thể đánh giá tình huống rõ ràng hơn và đưa ra quyết định đúng đắn hơn giảm căng thẳng và lo âu việc giữ vững tự chủ cảm xúc giúp chúng ta bình tĩnh hơn khi đối diện với khó khăn khi không để những cảm xúc tiêu cực lấn át chúng ta sẽ cảm thấy bớt lo âu và căng thẳng dễ dàng tìm được giải pháp và xử lý tình huống một cách hiệu quả hơn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp tự chủ cảm xúc cũng giúp cải thiện các mối quan hệ khi chúng ta kiềm chế cảm xúc tốt chúng ta có khả năng lắng nghe thấu hiểu và phản ứng một cách bình tĩnh hơn trong các cuộc đối thoại từ đó giúp mối quan hệ trở nên gắn kết và ổn định hơn tăng cường sự tự tin và tự trọng khi có thể kiểm soát cảm xúc của mình chúng ta cảm thấy tự tin hơn trong việc điều hướng cuộc sống vì chúng ta không dễ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài Điều này cũng giúp xây dựng lòng tự trọng vì chúng ta biết mình có khả năng vượt qua các tình huống khó khăn một cách bình tĩnh và sáng suốt. 3. Các bước thực hành tự chủ cảm xúc. Đạt được sự tự chủ cảm xúc không phải là điều dễ dàng, nhưng đó là một kỹ năng hoàn toàn có thể rèn luyện và phát triển. Dưới đây là một số bước thực hành cụ thể để giúp bạn rèn luyện khả năng kiểm soát cảm xúc của mình. Nhận diện cảm xúc của mình. Bước đầu tiên để tự chủ cảm xúc là nhận diện rõ ràng các cảm xúc mình đang trải qua. Hãy hỏi bản thân mình đang cảm thấy như thế nào cảm xúc này đến từ đâu việc nhận diện và đặt tên cho cảm xúc sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tình trạng của mình và dễ dàng kiểm soát chúng hơn dành thời gian suy nghĩ trước khi phản ứng trong những tình huống căng thẳng chúng ta thường có xu hướng phản ứng ngay lập tức tuy nhiên một trong những nguyên tắc quan trọng của tự chủ cảm xúc là dành thời gian để suy nghĩ trước khi phản ứng hãy hít thở sâu và dành vài giây để cân nhắc liệu phản ứng của mình có phù hợp hay không thực hành tư duy khách quan khi bạn cảm thấy mình bị cuốn vào cảm xúc hãy thử nhìn nhận tình huống từ góc độ khách quan bạn có thể tự hỏi nếu mình là người ngoài cuộc mình sẽ nhìn nhận tình huống này như thế nào điều này giúp bạn tách biệt cảm xúc cá nhân ra khỏi thực tế từ đó đưa ra phản ứng hợp lý hơn sử dụng các kỹ thuật thư giãn thực hành các kỹ thuật thư giãn như thiền hít thở sâu hoặc thậm chí là đi bộ có thể giúp giảm căng thẳng và duy trì sự tự chủ khi bạn thực hiện những hành động này Cơ thể và tâm trí sẽ được thư giãn, giúp bạn tỉnh táo và sẵn sàng kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Học cách nhìn nhận cảm xúc như một tín hiệu, thay vì coi cảm xúc là thứ tiêu cực cần loại bỏ, hãy coi chúng là tín hiệu giúp bạn hiểu rõ hơn về chính mình. Ví dụ, nếu bạn cảm thấy tức giận, có thể là do bạn cảm thấy quyền lợi của mình bị vi phạm. Bằng cách nhìn nhận cảm xúc như một tín hiệu, bạn có thể tìm ra nguyên nhân sâu xa và xử lý chúng một cách hiệu quả. 4. Tự chủ cảm xúc không có nghĩa là đè nén cảm xúc có một sự khác biệt lớn giữa tự chủ cảm xúc và đè nén cảm xúc tự chủ là khả năng nhận thức quản lý và điều hướng cảm xúc trong khi đè nén cảm xúc là bỏ qua phớt lờ hoặc kìm nén chúng khi chúng ta đè nén cảm xúc chúng không biến mất mà chỉ bị dồn nén lại và có thể bùng phát một cách tiêu cực khi chúng ta không kiểm soát được nữa việc tự chủ cảm xúc là một quá trình xử lý và điều chỉnh cảm xúc một cách tích cực nó cho phép chúng ta đối diện với cảm xúc của mình, nhận diện nguyên nhân và đưa ra các phản ứng phù hợp. Điều này khác với việc giấu đi cảm xúc và giả vờ như chúng không tồn tại. Khi chúng ta tự chủ, chúng ta không loại bỏ cảm xúc mà chỉ thay đổi cách phản hồi và tiếp cận chúng. 5. Lợi ích của tự chủ cảm xúc trong cuộc sống hàng ngày. Khi đạt được khả năng tự chủ cảm xúc, chúng ta sẽ thấy những lợi ích lớn trong cuộc sống từ công việc, mối quan hệ cho đến sự bình yên bên trong. Công việc tự chủ cảm xúc giúp bạn xử lý tốt hơn các áp lực trong công việc từ đó nâng cao hiệu quả và khả năng sáng tạo bạn có thể tránh được những phản ứng bộc phát duy trì mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và giải quyết xung đột một cách tích cực mối quan hệ khả năng tự chủ cảm xúc giúp bạn hiểu và đồng cảm với người khác cải thiện khả năng giao tiếp và duy trì mối quan hệ hài hòa khi bạn không để cảm xúc chi phối bạn có thể thấu hiểu và lắng nghe người khác một cách chân thành tránh được các tranh cãi không cần thiết sức khỏe tinh thần Tự chủ cảm xúc giúp giảm bớt căng thẳng và lo âu, mang lại sự thanh thản và cảm giác hài lòng trong cuộc sống. Khi không để cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng quá nhiều, tâm trí bạn sẽ trở nên ổn định và hạnh phúc hơn. 6. Thực hành tự chủ cảm xúc trong các tình huống cụ thể. Dưới đây là một số ví dụ về cách tự chủ cảm xúc có thể áp dụng trong cuộc sống. Trong công việc, khi gặp một khách hàng khó tính hoặc đồng nghiệp khó hợp tác, thay vì phản ứng bực bội, hãy thử giữ bình tĩnh và lắng nghe để hiểu rõ nguyên nhân sau đó phản ứng một cách lịch sự và chuyên nghiệp bạn sẽ thấy mọi chuyện dễ dàng hơn khi không để cảm xúc bộc phát chi phối trong gia đình trong mối quan hệ gia đình chúng ta dễ bị cuốn vào những cảm xúc mạnh mẽ vì tình cảm gắn bó khi có mâu thuẫn với người thân hãy dành thời gian suy nghĩ trước khi phản ứng điều này giúp bạn tránh được những lời nói hoặc hành động có thể làm tổn thương người khác và gây ra xung đột không đáng có trong các tình huống căng thẳng khi gặp phải tình huống căng thẳng như mất đồ kẹt xe hoặc gặp trục chặt trong kế hoạch hãy thử dành vài phút hít thở sâu và bình tĩnh lại nhắc nhở bản thân rằng đây là những điều nằm ngoài kiểm soát và hãy tìm cách xử lý thay vì phản ứng giận dữ kết luận kiểm soát cảm xúc là chìa khóa cho một cuộc sống thanh thản tự chủ cảm xúc là một kỹ năng cần thiết cho bất kỳ ai muốn sống một cuộc đời bình yên và cân bằng khi bạn học cách kiềm chế và kiểm soát cảm xúc cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng và bớt căng thẳng hơn nhiều bạn sẽ thấy rằng các tình huống khó khăn không còn quá đáng sợ và bạn sẽ tự tin hơn trong việc đối diện với mọi thách thức vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua bài học thứ tư từ triết lý khắc kỷ tự chủ và độc lập về mặt cảm xúc hãy nhớ rằng tự chủ không có nghĩa là đè nén cảm xúc mà là kiểm soát và điều hướng cảm xúc theo cách có lợi cho mình khi bạn có thể kiềm chế và kiểm soát cảm xúc cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn những quyết định sẽ trở nên sáng suốt hơn và bạn sẽ ít gặp phải những căng thẳng không cần thiết nếu bạn thấy bài học hôm nay hữu ích hãy thử áp dụng vào cuộc sống mỗi khi gặp tình huống căng thẳng hãy dành vài giây suy nghĩ trước khi phản ứng bạn sẽ thấy rằng việc giữ bình tĩnh không chỉ giúp bạn đối diện với thử thách tốt hơn mà còn giúp bạn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh nếu bạn muốn tiếp tục tìm hiểu thêm về các bài học khắc kỷ đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào và mình cũng rất mong được lắng nghe từ các bạn hãy chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận có tình huống nào mà sự tự chủ cảm xúc đã giúp bạn vượt qua thử thách một cách bình an chưa hoặc có điều gì trong bài học này khiến bạn muốn tìm hiểu thêm không hãy chia sẻ để chúng ta cùng thảo luận nhé cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình hôm nay hẹn gặp lại các bạn ở tập podcast tiếp theo nơi chúng ta sẽ tiếp tục khám phá những bài học giúp xây dựng một cuộc sống an nhiên và vững vàng hơn